Chiều ngày 11 tháng 10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo nền nhiệt trung bình phổ biến trên phạm vi cả nước trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 10 tháng 11 tiếp tục cao hơn trung bình khoảng 0,5 đến 1 độ C, có nơi cao hơn. Ngoài ra, trên phạm vi toàn quốc vẫn tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá. Ở khu vực Bắc Bộ, phía Bắc khu vực Bắc Trung Bộ sẽ có tổng lượng mưa phổ biến cao hơn trung bình khoảng 10% đến 30%, còn ở Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn khoảng 5% đến 15%, trong khi khu vực phía Nam của Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ lại thấp hơn trung bình cùng thời kỳ nhiều năm khoảng 5% đến 15%. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng nhận định, từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 10 tháng 11, có khả năng xuất hiện khoảng 1 đến 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 5 tháng 10, qua kiểm tra người điều khiển phương tiện tham gia giao thông tại 45 tỉnh, thành phố, lực lượng chức năng phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết, trong thời gian trên, tại 45 tỉnh, thành phố, 6 tổ công tác của Cục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an kiểm soát hơn 150.000 phương tiện, phát hiện và bàn giao cho công an địa phương xử lý hơn 5.200 trường hợp vi phạm. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, đối với các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn qua xác minh nhanh, ghi nhận 192 người là đảng viên, cán bộ, công chức. Những trường hợp này bên cạnh bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật, Cảnh sát Giao thông sẽ gửi thông tin vi phạm về các cơ quan đơn vị để xử lý theo quy định của đảng, pháp luật về công chức viên chức và điều lệ của cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang. Trong quá trình kiểm tra xử lý nồng độ cồn, các tổ công tác đã phát hiện lập biên bản, bàn giao công an địa phương khởi tố 3 vụ đối với 4 đối tượng về hành vi tàng trữ sử dụng chất ma túy trái phép, 3 vụ chống người thi hành công vụ ở Hải Dương, Bắc Giang, Hải Phòng, 2 vụ và 2 đối tượng về hành vi làm giả sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức ở Cao Bằng và Thái Nguyên giả danh nhà báo. Ngày 11 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ vụ việc Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông LB, huyện Bảo Lâm bị tố giao cấu với trẻ em. Thông tin ban đầu, tối ngày 3 tháng 10, Công an thành phố Bảo Lộc tiếp nhận tin báo tố giác của cháu gái 15 tuổi, ngụ xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc về việc bị người khác xâm hại tình dục. Theo tố cáo của nạn nhân, cuối tháng 8 năm 2023, ông H mua đồ ăn tại đường Hà Giang, thành phố Bảo Lộc rồi làm quen, hai bên sau đó liên lạc qua mạng xã hội. Khoảng 10 giờ ngày 2 tháng 10, ông H nhắn tin hẹn nạn nhân đến một khách sạn trên địa bàn phường Bê Lau, thành phố Bảo Lộc. Tại đây cả hai có quan hệ tình dục. Sau khi tiếp nhận tin tố giác, Công an thành phố Bảo Lộc phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bảo Lộc điều tra, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định, sau khi có đủ cơ sở xác định ông H có hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Sáng ngày 11 tháng 10, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Minh Chương, sinh năm 1997, ngụ xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó, sáng ngày 9 tháng 10, Chương thuê anh Trần Chí Thảo, ngụ tỉnh Đồng Tháp, là tài xế xe ôm công nghệ, chở mình từ thành phố Hồ Chí Minh về thành phố Bến Tre. Khi qua cầu Rạch Miễu, thuộc ấp Tân Vinh, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, thì Chương ngồi sau bất ngờ dùng dây sạc điện thoại siết cổ, quật ngã anh Thảo xuống đất, cướp xe mô tô, hai điện thoại di động, hơn 10 triệu đồng. Ngay sau đó, công an tỉnh Bến Tre bắt được Chương khi đối tượng này đang trốn tại một nhà nghỉ ở khu công nghiệp Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, đồng thời thu giữ được xe mô tô của bị hại được Chương gửi tại bến xe Bến Tre. Ngày 11 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Trần Văn Nam, sinh năm 1983, ngụ phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, mức án tử hình về tội giết người. Nạn nhân là hai mẹ con người tình của bị cáo. Theo cáo trạng, đầu năm 2022, bị cáo Nam quen biết và chung sống như vợ chồng với một phụ nữ sinh năm 1979 và con riêng của bà sinh năm 2015 tại nhà Nam. Sau thời gian chung sống, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn đánh nhau, nên sau đó người phụ nữ bỏ về sống tại nhà cậu ruột trên đường Nguyễn Đình Chiểu, khóm 4, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc.
Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 2 tháng 11 năm 2022, sau khi uống hết 1,5 lít rượu, Nam nảy sinh ý định đốt nhà giết chết người tình để thỏa mãn lòng ghen tức. Nam châm lửa đốt nhà khiến hai mẹ con người tình tử vong. Sau khi gây án, Nam đã đến cơ quan công an đầu thú.